Sport 247, nơi cập nhật nhanh nhất các tin tức nóng về thể thao Việt Nam và thế giới. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng trên kênh của Next Sport. Chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những thông tin về thể thao qua bản tin Sport 247 được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút sáng hàng ngày. Cựu tuyển thủ Nga che trận dấu với Việt Nam không phải là bóng đá. Không quá bất ngờ, đội tuyển Nga đã giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế. Những chiến binh sao vàng đã tạo được một số khó khăn nhất định lên những chú gấu Nga. Tuy nhiên, với những sai lầm và cách biệt về trình độ, đội tuyển Việt Nam đành phải nhận thua trước đối thủ hạng thứ 33 thế giới. Nhận định về trận đấu này trên tờ báo Rus Football, cựu tuyển thủ Nga Vladimir Ponomarov đã cho rằng đây chỉ là trò chơi của trẻ con chứ không phải là bóng đá. Đội tuyển Nga nên tìm đội hạng dưới đá giao hữu còn hơn. Ông chia sẻ, cảm giác thế nào à? Không có gì đặc biệt cả. Trận đấu chẳng khác gì trò trẻ con xô đẩy nhau, chứ đâu phải bóng đá. Tôi tưởng sẽ có một trận đấu hấp dẫn, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Tha rằng ở nhà, ở Moscow, họ đá giao hữu với một đội bóng hạng dưới như Chetanovo còn hơn. Ít ra khán giả cũng đến sân, tạo ra được một chút không khí bóng đá. Văn Lâm buồn bã vì mắc lỗi trong bàn thua thứ hai. Chia sẻ với truyền thông sau trận thua 0-2 trước đội tuyển Nga, thủ thành Đặng Văn Lâm tỏ ra buồn bã khi mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai. Tôi cảm thấy rõ một phần lỗi là do bản thân mình. Tôi rất buồn khi để xảy ra bàn thua đấy. Văn Lâm trả lời câu hỏi phỏng vấn sau trận. Anh đánh giá thế nào về bàn thua thứ hai của đội tuyển Việt Nam? Chia sẻ về pha bóng này, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng cầu trò đã bị tâm lý. Khi bắt đầu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã có nhịp thi đấu tốt, nhưng chúng tôi lại mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Văn Lâm gặp áp lực tâm lý khi đối đầu với Nga, có thể là như vậy. Tôi không chia sẻ với Văn Lâm, mà cậu ấy cần nỗ lực vượt qua để hướng tới những trận đấu tiếp theo. Nhìn chung cậu ấy đã chơi ổn. Tờ Thanh Niên dẫn lời nhà cầm quân người Hàn Quốc. Hai cầu thủ Việt Nam được huấn luyện viên Kim Sang-sik khen ngợi. Mới đây, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã phải chứng kiến một hình ảnh hiếm thấy khi các khán đài vắng vẻ đến lạ thường trong trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam và Nga. Khoảng 45 phút trước khi trận đấu bắt đầu, các khán đài vẫn còn rất ít bóng người. Thậm chí đến 20 phút trước giờ bóng lăn, khán đài B, một trong những khán đài lớn nhất chỉ có chưa đầy 200 khán giả có mặt. Đây là một con số quá khiêm tốn so với trận giao hữu quốc tế khác của đội tuyển Việt Nam tại đây. Hình ảnh quen thuộc của hàng nghìn khán giả chen chúc, cổ vũ nhiệt tình đã nhường chỗ cho những hàng ghế trống trải. Chỉ còn một số ít những người đứng vây quanh lá cờ Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh khá buồn tẻ. Trong khi đó, cổ động viên của đội tuyển Nga lại có mặt khá đông đảo và khá sớm, chiếm những vị trí thuận lợi để cổ vũ cho đội nhà. Lần gần nhất sân vận động Mỹ Đình có một trận đấu quốc tế với lượng khán giả đông đảo là trận đấu giữa Việt Nam và Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Khi đó sân Mỹ Đình đã thực sự bùng nổ với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả. Việc số lượng khán giả đến sân Mỹ Đình ít như vậy đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và đặt ra câu hỏi về nguyên nhân. Có thể do thời tiết không thuận lợi, hoặc do lịch thi đấu dày đặc, hoặc đơn giản là người mộ không còn quá hào hứng với những trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, dù là lý do gì đi nữa, việc sân Mỹ Đình và khán giả cũng là một tín hiệu đáng báo động. Điều này cho thấy cần có những giải pháp để thu hút khán giả đến sân, đặc biệt là đối với những trận đấu của đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Nga khen ngợi đội tuyển Việt Nam. Đây là màn trình diễn tốt của tuyển Nga. Dù có nhiều khó khăn, thời tiết khác biệt, nhưng trận đấu vẫn rất thú vị. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình, đó là thắng trận và không có cầu thủ nào chấn thương. Huấn luyện viên trưởng Kapin chia sẻ sau trận, ông cũng dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam. Tuy chưa phải là đội bóng mạnh so với châu Âu, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn có sự nỗ lực. Họ đã tạo ra vài cơ hội nguy hiểm trong trận. Tuy thể lực chưa đạt, tuyển Việt Nam vẫn là tập thể tốt. Huấn luyện viên Kapin nói lý do cất nhiều ngôi sao là do thể lực của cầu thủ chưa đảm bảo. Ông cũng hài lòng về kết quả thắng 3-0 trong bối cảnh trời chưa giật cách. Nếu trận đấu diễn ra với Nga với điều kiện sân bãi cũng như một thời tiết tốt hơn, kết quả của trận đấu có thể khác. Chúng tôi có thể ghi được nhiều hơn 3 bàn, thuyền trưởng Nga cho hay. Thể thao quốc tế cũng có những thông tin rất nóng trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin chính. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc thất bại đầy tủi hổ trước Nhật Bản. Trên sân Saitama, tuyển Trung Quốc để thua Nhật Bản với tỷ số 0-7. Qua đó tạo ra nhiều cột mốc đáng quên trong lịch sử bóng đá nước này. Đây là thất bại đáng quên nhất của nền bóng đá. TN Sport bình luận về trận đấu trên đất Nhật Bản của đội tuyển Trung Quốc. Trong hành trình tham dự các chiến dịch vòng loại World Cup môn bóng đá nam, tuyển Trung Quốc chưa bao giờ thua đậm tới 7 bàn. Lịch sử đối đầu của Trung Quốc trước Nhật Bản trong quá khứ cũng chưa bao giờ chứng kiến trận thua nào có cách biệt quá 2 bàn. Song, mọi chuyện thay đổi trên sân Saitama khi dàn sao từ châu Âu của Nhật Bản như Endo, Karu Mitoma,
Takumi Minamino, Ito, Mada và Kubo có ngày thi đấu chói sáng. Đây cũng là trận thua đậm thứ hai trong lịch sử của đội tuyển Trung Quốc sau màn thảm bại 0-8 trên đất Brazil vào năm 2012. Tuy nhiên, nếu thất bại trước đội bóng xứ Samba trên sân khách 12 năm trước có thể được coi là thông cảm, thì việc đội bóng xứ tỷ dân thua đậm Nhật Bản khiến nhiều người hâm mộ nước này khó có thể chấp nhận. Australia thua sốc trước đội kém mình gần 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Bahrain đứng thứ 80 trên bảng xếp hạng FIFA, kém xa thứ hạng hiện tại của đội chủ nhà Australia. Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đều nhận định rằng Bahrain khó có thể tạo nên bất ngờ khi làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Trên sân nhà, Australia tạo thế trận áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 67% và tung đến 11 cú sút. Tuy nhiên, mọi sự nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Graham Arnold đều không mang lại hiệu quả. Australia bất lực trước hàng thủ số đông của Bahrain, thậm chí còn phải chơi với 10 người từ phút thứ 77 khi tiền đạo Zengi dính thẻ đỏ trực tiếp. Sau khi có lợi thế hơn người, Bahrain bất ngờ vùng lên và tạo ra khá nhiều cơ hội trong khoảng thời gian cuối trận. Sức ép của Bahrain được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 89 trong một nỗ lực phòng ngự. Trung vệ Harry Suta lóng ngóng phản lưới nhà, quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để 10 người bên phía Australia lật ngược tình thế. Chủ nhà chấp nhận thất bại đầu tiên trong lịch sử khi đối đầu với Bahrain. Trận thua sốc có thể khiến cho Australia phải trả giá đắt ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Họ còn phải đối đầu với Nhật Bản, Saudi Arabia và những đội tuyển hàng đầu châu lục. Haaland được kiểm tra doping cùng hai người đã khuất. Danh sách các cầu thủ được yêu cầu cung cấp mẫu nước tiểu bao gồm tiền đạo số 1 của tuyển Na Uy và Man City Erling Haaland, nhưng cũng có Jorgen Jesus và Ena Gundersen, hai trong số những cầu thủ ghi bàn nổi tiếng của tuyển Na Uy, nhưng không ai trong số họ còn sống. Juve đã chết vào năm 1983, còn Gundersen đã qua đời vào năm 1962. Chúng tôi đã có một chuyến thăm từ cơ quan chống doping của Na Uy vào thứ ba. Sobaken cho biết vào thứ tư, những cầu thủ sau đây được chọn để kiểm tra: Erling Haaland, Jorge Stet, Larsen, Antonio Nusa, Okaspot, Gundersen và Juve. Sau đó tôi đã bắt đầu tự hỏi, đây là những cái tên đã được đọc lên và nó rất nghiêm túc. Vì vậy chúng tôi phải gọi đến cơ quan chống doping Na Uy và hỏi, có camera giấu kín không? Có lẽ họ đã lấy danh sách từ những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Na Uy và thêm một vài cái tên. Trong khi Haaland và Larsen có mặt trong đội, Bob, 21 tuổi, không có mặt vì anh phải nghỉ 3 tháng vì gãy chân ngay trước khi bắt đầu mùa giải cùng Man City. Còn đối với Gundersen và Juve, vị trí của họ trong lịch sử bóng đá Na Uy đã được đảm bảo. Juve ghi được 33 bàn từ năm 1928 đến năm 1937, trong khi Gundersen ghi được 26 bàn từ năm 1917 đến năm 1928. Thật khó có thể nói điều gì đang xảy ra, nhưng thông thường chúng tôi luôn xác định được mục tiêu tốt hơn. Giám đốc truyền thông của cơ quan chống doping Na Uy, Pifu Lien, nói với tờ báo VG, tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là thừa nhận rằng chúng tôi đã sai. Chúng ta có thể nói đùa điều đó ở văn phòng ngày hôm nay, nhưng sau đó phải xem xét lại công tác chuẩn bị cho lần tiếp theo.